mà đợt này dịch bán được không cô? Dịch tạm chị nghỉ 10 ngày chị mới bán ra. À, cơm hàng gì đi qua anh thấy tường dịch nghỉ luôn mới rồi. Bán hôm qua hôm nay. Dạ. Ờ, chị bán thì nhờ khách quen không à? Dạ, chủ yếu khách mối không ha? Ờ. Dạ. À, ăn không, không? Ăn. Mà hôm nay ghé Bình Vân mua 2 lon cả nhà. Giá hơi cao nhưng mà ngon lắm, được cái ngon. Rồi mua. 240 với nhiêu mà. Gì? 2 lon 240 à. 1 lon 120 luôn à? 1 lon 120 mới em ăn là 101. Ờ đúng rồi, em ăn 101 mà. Hai là lên. Lên 10 ngàn. Lên rồi. Trời. Ê, khách quen mà cứ lên bình thường ha. Lên dạ. Bình thường. Cho, chị bán khách quen không à? Cho em mấy cái kim nha. Có, chị bỏ dạ. Đủ hết đó em. Một lon là 120 cả nhà. Mắc hơn bữa hôm 10 ngàn nhưng mà nhìn sao ngon là được à. Đó. Ốc dừa. Ốc dừa gì ha? Ốc dừa. Rất là ngon luôn đó. Trời ơi, nhìn này, nghe nói thôi là chạy nước miếng rồi. À có cho rửa tay nữa nha. Đó, chị nói sao rồi chị phải về sát trùng. Chị ngày ngày bán 100 lon này anh chị. Hên xui à nha. Cờ đó không? Thì tầm mà 70-80 lon cũng có mà chợ đắt thì cũng 100 lon. Dạ, chợ đắt á, khi nào mà chợ đông mới 100 lon ha. Thì nhầm bữa thôi cưng, bán dạ. Bữa về bữa khác thôi. Em thấy là cái bữa nào chị bán cũng hết hết á, em đi tầm được, khoảng chị bán chị nhờ khách quen không mà. Dạ. Em đi tầm 3-4 giờ chiều em thấy là ra đây là chị còn có mấy cái chị bảo bịch ni lông á. Hôm qua chị bán mới có 12 giờ chị hết. 12 giờ là hết rồi. Bữa nay người ta ở nhà rảnh á. Đúng rồi. Mua về nhà. Nhà rảnh mới ăn. Dạ. Bữa mấy bữa con đi ăn chính chị hả? À, có mấy bữa mới gần đây nè. Đúng rồi, chị nghỉ. Em đi cứ đi ngang. Nghỉ 10 ngày luôn á. Dạ. Sao mà có việc gì nghỉ lâu vậy chị? Không có, dịch nghỉ bữa một tay á, một tay rồi dịch. Hôm nay 11. Chị nghỉ là chị mới bán lại ngày hôm qua với hôm nay. Dạ. Làm hèn gì. À, ốc nó lên giá hay sao mà lên giá cưng. Dạ. Đi bỏ qua đây cho chị nè cưng. Dạ. Dạ. Ăn cơm. Chị cứ ăn cơm đi. À, chị vẫn cứ bán ở chỗ cũ với cả nhà. Ngay đây góc đường Cụ Khoa Huân với Cụ Huân với đường này đường Lê Thánh Tôn gì ha. Cụ Huân Lê Thánh Tôn, sau lưng cửa Bắc của chợ Bến Thành đó. Dịch nhưng mà bán được, cái này là người ta mua về nhà thôi chứ họ đâu có ngồi ăn tại chỗ đâu. Cho nên là bán vẫn được. Giá thì chị nói bây giờ ốc nó lên cho nên 120 ngàn một lon. Có hơi cao một chút nhưng mà ốc đây thì ốc loài lớn, ốc to cả nhà, con to lắm. Ăn rồi mình ăn đã ăn thử rồi cho nên hôm nay cũng ghé rảnh cho nên ghé mua 2 lon về nhà ngồi lại ăn chơi. Chị cái khách của chị xưa giờ là quen rồi ha. Khách mối xưa giờ là quen chị hả? Bán chị cũng đem đi Mỹ, khách quen về á. Ốc này đâu có cho đem đi Mỹ chị? Có cưng. Vậy á hả? Ừ. Chị đem khách mới đặt lần cũng mấy chục ký, mười mấy hai chục ký. Dạ. Có đặt người mình. Đặt 30-40 ký. Mà sao ốc này họ cho đem đi Mỹ hả? Cho cưng, ừ. Đồ chính là cho đem đi hả? Chính. Dạ. Rồi chị làm nó về chị mà người ta bỏ vô cửa đông á. Dạ. Người ta đông, người ta hút chân không, người ta đem đi quá. Dạ. Hút chân không. Bữa nay giờ bán có khách có tăng hơn đợt trước không chị? Nó cũng bình thường. Có khách lạ không? Khách lạ được cũng thỉnh thoảng thôi chứ này bán thì chị bán thì nhờ khách quen nhiều. Dạ. Mâm ốc này quay không có đông khách giống như những cái mâm khác, là cái đồ khác là bình dân á, người ta mua nhiều á. Ốc này, cái này là nó hơi mắc mà tròn lừa khách, có nghĩa là khách một... quen, chị nhờ khách quen nhiều lắm. Dạ, tại nó tới 100-mấy ngàn một lon mà. Ừ. Nhưng mà ăn là ai phải thật sự yêu thích cái món này mới ăn, mới chịu ăn. Đó. Hoặc là đã khách quen ăn lâu rồi thì họ mới chịu. Chị bán khách là mời nhờ buổi khoảng chừng 1 giờ trưa là khách nó lai gai, còn buổi sáng như giờ dịch này là chợ nó vắng cưng. Dạ. Chị đem giao tới nhà không à. À. Chứ ít có ai, ít có vắng thì khách
ra đường lắm. Trời trời giờ đóng cửa luôn, gần hết luôn rồi chị ha. Ừ. Chưa khoảng chừng 12 giờ 1 giờ là ở đây là thấy dẹp hết. Dạ. Chợ là dẹp hết. Hồi xưa là bán đến tối luôn mà đúng không? Bán đến chiều. Không, chị bán tới 4 mấy 5 giờ chiều à. Dạ. Thôi cùng chúc chị bán cho đắt hàng ha. Dạ, dịch rồi, ảnh hưởng nhưng mà nha. Dạ, rồi nhưng mà chị bán vẫn được là mừng rồi đó. Rồi. Đây. Ốc dừa. Cô bán đây cái một bọc như thế này là 120, thì đợt trước là 101 nhưng mà hôm nay là cái này là 240 hai lon á. À thì ý là một lon á là 110 á mọi người, nhưng mà hôm nay cô bán một lon là 120 thì anh Thảo mua như đây là hai lon á mọi người là 240, thì chắc có lẽ là ốc lên giá á mọi người thì cô tăng giá. Đây mỗi lần mỗi phần ăn thì sẽ cho rất là nhiều cái ghim này để mà ghim, thì mấy ngày ở nhà thì mình ăn cái món này là hợp lý nhất. Với thêm một cái loại ốc nữa đó là ốc hút, mọi người mua thêm cái bộ đôi đó là ngồi cả ngày luôn, cả ngày cả tháng cả tuần cả tháng luôn, ngồi hoài luôn là không có thời gian nghỉ, cứ ngồi lễ. Thì cái món ốc dừa này là cô xào cay á mọi người, nó có sẵn gia vị sẵn trong đây thì không có cần phải chấm cái gì hết. Đây cái ruột của nó thì nhỏ như thế này thôi mọi người, nhưng mà gia vị thì nó thấm hết vào trong đây rồi. Nó mặn mặn cay cay. Ốc dừa này thì được làm sạch. Ốc dừa này thì ở Bến Tre nhiều nha mọi người. Cái phần ốc bên trong á rất là dai ngọt nữa. Do ốc tươi á không có bị ốc chết đâu mọi người. Nhiều khi sợ bị chết nó hôi thôi. Đợt mình ra Huế mình cũng mua một lon là 100.000 hả? Đợt ở Huế Vi hay là 60.000 diễn nhớ nữa. Vi có đi Huế một lần á thì có nhiều loại khác nhau chứ không phải là đồng giá luôn. Đúng rồi, loại lớn loại nhỏ vậy. Loại lớn loại nhỏ không phải là 100 mà là 60.000 cái loại. Hình như là 60.000. Ở Huế là 60.000 á. Còn cái loại nhỏ thì có ba mấy 30 ha. Nói chung là ốc. Ốc này nó Sài Gòn nó còn bán nhiều cả nhà, nhưng mà tùy theo chỗ, còn cái chỗ cô này bạn ở chợ Bến Thành á, trung tâm Sài Gòn cho nên nó hơi cao xíu, nhưng mà được cái là ngon. Nó ngon mọi người, ở bên trong thì nó thấm gia vị. Ví dụ mình thấy cái phần vỏ bên ngoài nhiều thì nghĩ là ở bên trong nó không thấm, nhưng mà thấm. À đợt này thì Vi thấy cô làm bớt cay hơn và có một chút vị béo, hình như là có bỏ dừa hay là sữa gì đó mọi người. Chắc là nước cốt dừa quá. Có vị thơm, Vi nghĩ là sữa. Vậy hả? Rồi bị béo nữa, cho nên ăn rất là ngon. Nếu mà mọi người ví dụ muốn ăn thử thì mình có thể mua một lon về ăn thử. Cả nhà mình cùng ngồi ăn một lon nó chứ cũng nhiều lắm mọi người, nhiêu đây thì hai lon. Một lon nó là phân nửa. Cái cô chủ cô nói là bán nhiều lắm, chủ yếu là khách quen giống như mình vậy này. Ăn được thì mình quay trở lại. Chứ ví dụ ai mà ấn thích á thì nói sao mắc vậy, một lon tới 120.000 luôn, mà hai lon này chắc chưa được nửa ký chứ nhiêu, nên tính ra là một ký ốc là phải chắc cả gần 500.000 á, nhưng mà được cái ngon. Khách trong chợ Bến Thành ăn rất là nhiều luôn, ngay ở trung tâm luôn cho nên khách ăn nhiều lắm. Cô nói có ngày mà giống như chợ đông á, ngày nào mà cao điểm là cô bán cả 100 lon ốc này luôn á. Cái này cô cũng có nói có sữa đó mọi người, nó thơm và béo rồi cái vị mặn mặn cay cay ngon lắm, dễ ăn mọi người. Nếu mà bạn nữ nào mà thích ngồi lễ ốc á thì có thể mua và mua thêm một lon ốc cuốc nữa, rồi mình về mình lễ mình để cả ngày luôn á. Mùa dịch này giờ đi đâu ở nhà ngồi ăn cái này được, không có phải sợ mất thời gian. Giống như ngày thường mình đi làm thì cũng có thời gian mà ngồi mà lễ ốc để ngồi ăn, bây giờ rảnh rỗi mà mùa dịch nhà nước khuyến cáo nên ở nhà
để hạn chế ra đường, đừng có lây lan, thì ở nhà ngồi ăn ốc xem tivi là hợp lý nhất. À, ốc này cũng dễ lẻ lắm mọi người, ghim vô là lấy ra được hả? Và cái phần ở bên thịt ở bên trong á, ốc rất là tươi cho nên ngon, dai dai, gia vị thấm đều. Cả nhà có ai yêu thích cái món ốc này thì buổi sáng chị đó, chị nói chị bán buổi sáng, sáng bán cho đến chiều. Chị nói đợt này là mặc dù dịch nhưng mà chị bán cũng hết sớm lắm, có khi 12 giờ là hết rồi, bán có mấy tiếng à, 6 tiếng à. Hồi đó thì bán đến khi 3 giờ 4 giờ tùy, nói chung là cũng tùy theo ngày, tùy theo khách nữa. Có khi ví dụ ngày nào mà khách đông mua nhiều thì hết sớm, mà ngày nào mua khách hơi yếu thì hết hơi chậm xíu vậy đó. Nói chung là món ốc này thì ở Sài Gòn thì cũng nhiều chỗ làm lắm, nhưng mà tùy theo khẩu vị của mọi người thôi. Ai thích ăn ốc lớn thì ghé ở cái địa chỉ sau lưng chợ Bến Thành. Còn cái những cái quán ốc họ bán thì ốc này họ bán loại hơi nhỏ hơn thôi. Cái con ốc dừa này nó kết cấu nó lạ, nhưng mà làm cái ốc này cực lắm mọi người. Chà sạch nè, phải chà nó sạch cái phần rong ở bên ngoài tại nó bám vào thân dừa, rồi làm rất là kỹ, rồi phải nêm nếm gia vị cho nó vừa. Thì Vi nghĩ là cái 110 đó thì cũng giá hơi cao, nhưng mà so với cái công mà mình bỏ ra mình làm đó, nó cũng vậy đó mọi người. Cho nên nếu mà mọi người có nhà ý thì ghé ăn thử thôi ha. Thôi bây giờ là Vi sẽ ngồi giờ tới chiều á để ăn hết cái dĩa ốc này. Xin chào mọi người, hẹn gặp lại mọi người ở một video tiếp theo.